Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nhịp sống miền Đông của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trước những tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, việc từng bước xanh hóa sản xuất, nhà máy xanh, công nghệ xanh, nguyên liệu sạch, năng lượng xanh đang trở thành xu thế tất yếu và là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sản xuất xanh cũng là xu hướng phát triển bền vững mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Tuy nhiên, để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này, các doanh nghiệp cần có những chính sách đồng bộ, đồng thời các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đầu tư dây chuyền đổi mới công nghệ, liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng được hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tạo thêm giá trị gia tăng và hướng tới kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tuần này của chúng tôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tùng 2, đóng tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là đơn vị xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại có quy mô lớn, với hơn 20 năm hoạt động. Thanh Tùng 2 đã xây dựng được quy trình sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Sản phẩm của công ty không chỉ hữu ích, bền đẹp mà còn bảo đảm tiêu chí, thân thiện với môi trường. Từ năm 2021, công ty đã xuất khẩu hàng ngàn tấn ván ép tái chế từ rác thải nhựa công nghiệp cho khách hàng đối tác ở Scotland. Và Thanh Tùng 2 trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước ứng dụng tái chế thành công và đưa được sản phẩm tấm ván ép xuất ngoại. Công ty tiếp tục xuất khẩu ván ép từ rác thải nhựa cho thị trường Scotland, mở rộng xuất sang thị trường Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Với suy nghĩ chất thải của ngành này là nguyên liệu của ngành khác, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng 2 đã chế tạo thành công nhiều sản phẩm hữu ích từ rác. Một trong số đó là vật liệu xây dựng, như ngói, gạch cao su làm từ rác thải nhựa, gạch, ngói tái chế làm từ bùn thải, tro xỉ và cát. Các sản phẩm này đều đã được kiểm định về độ an toàn, độ bền. Sự kiện mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp này trong việc thực hiện tái chế chất thải nhựa từ làm đồ nội thất. Tiêu chí mà Thanh Tùng 2 đã và đang theo đuổi là sản xuất nhiều hơn các sản phẩm vật liệu xanh thân thiện với môi trường. Chất lượng rất là tốt và giá trị nó sẽ rất là cao. Thì đây là cái hướng mà phù hợp với cái xu hướng chung của thế giới, tức là phát triển kinh tế tuần hoàn. Cái phù hợp với yêu cầu của cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, cũng phù hợp với những cái luật pháp bảo vệ môi trường Việt Nam mới được Quốc hội ban hành năm 2020 và những cái văn bản về quy định của nhà nước trong thời gian gần đây. Công nghệ của Thanh Tùng đây cũng so với người của người Việt mình thì rất mới mẻ, nhưng thực tế thì công nghệ này là của người Đức, họ đã chuyển giao bên Thanh Tùng được năm thứ ba rồi. Thì cũng trên công nghệ là dùng nhiệt và ép và tạo ra từng tấm bê tông nhựa để sau đó lên bên Thanh Tùng cho ra các sản phẩm từ các loại rác nhựa bỏ đi. Này hiện nay thì công suất của nó là 10 tấn trên một ngày. Bây giờ là rừng họ đóng cửa rồi, tất cả các loại gỗ thì bây giờ hạn chế khai thác, cho nên là vật liệu tái sử dụng sẽ là kinh tế tuần hoàn sẽ là số 1, và thứ hai Thanh Tùng đang đi theo hướng đó. Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Với vai trò đầu tàu, thành phố Hồ Chí Minh có tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, ở các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước. Xu hướng tiêu dùng bền vững, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng đang ngày càng trở nên phổ biến. Đây được xem là thị trường tiềm năng cho các ngành sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn. Các doanh nghiệp Việt Nam không phải chỉ riêng với ngành chế biến nhựa thực phẩm, mà nhiều ngành khác hiện nay cũng đang phải tìm hiểu để chuyển đổi xanh như thế nào với từng cái mô hình, với từng cái doanh nghiệp với mình để gia nhập với cái nhu cầu chung của trên cái quy định của thế giới hiện nay. Thì ngay cả như một số cái doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm thì bây giờ là phải chuyển đổi xanh. Thì chuyển đổi xanh trong đây nó có rất là nhiều cái chi tiết về yêu cầu, là coi như khí thải như thế nào, môi trường như thế nào, điều kiện sản xuất như thế nào, vân vân, và rất nhiều vấn đề. Cho nên ngay từ bây giờ thì về phía chính phủ đã kêu gọi các doanh nghiệp nên tham gia vào cái chương trình chuyển đổi xanh này trong cái điều kiện sản xuất của mình. Và như vậy thì một số các cái ngân hàng cũng bắt đầu đưa ra cái đề mục cho vay
đối với một số doanh nghiệp mà thực hiện cái chương trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp của mình để mà thực hiện các cái điều kiện về cái hàng hóa đạt được những cái tiêu chuẩn theo quy định xuất khẩu. Thì điều này thì trong nhiều 1-2 năm nay thì các cái doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị và bây giờ thực hiện rồi, chứ không có phải là bây giờ mới bắt đầu là làm. Nhưng mà tất nhiên còn lại rất nhiều cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tham gia vào cái thị trường xuất khẩu, đến những cái thị trường mà có yêu cầu về chuyển đổi xanh thì cũng phải bắt đầu và đang thực hiện các cái mô hình chuyển đổi này. Cho nên tôi nghĩ là về chính sách thì về phía nhà nước cũng như các hội ngành nghề hiện nay thì đang tiếp tục là tuyên truyền, vận động, giải thích và cảnh báo. Cái cảnh báo này rất quan trọng, có nghĩa rằng là nếu anh không chuyển đổi thì trong tương lai hàng hóa anh không đi đến được những cái thị trường xuất khẩu mà có quy định như thế. Thì về phía nhà nước thì tôi nghĩ là ngoài cái công tác tuyên truyền thì cũng sẽ có những cái chính sách. Thì những cái chính sách đó để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái chuyển đổi xanh thì như vừa rồi á, thì trong cái chương trình vốn kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh, chương trình vốn kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cái chương trình là cho hỗ trợ vốn kích cầu cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì đó cũng là một trong những cái biện pháp mà để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Nhờ áp dụng các chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế phát triển bền vững vào sản xuất, kinh doanh từ năm 2018, nên tại thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thì tập đoàn Đại Dũng vẫn phát triển vững vàng, tăng trưởng mỗi năm đều đạt từ 30 đến 40%. Hiện nay, các dự án của Đại Dũng đang thi công và cung cấp tất cả sản phẩm ra thế giới, đặt tiêu chí phát triển bền vững về nguyên vật liệu, về công nghệ xanh. Về cái việc đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất thì về cây xanh, về năng lượng tái tạo, về các cái công nghệ thiết bị thì chúng tôi phải làm sao để đạt được các cái tiêu chuẩn về môi trường và hướng tới cái sự bền vững. Về các cái như về công nghệ thì chúng tôi là tất cả những công nghệ cũ hiện có chúng tôi phải cải tiến như thế nào để nó giảm được các cái tiêu thụ về năng lượng, tiêu thụ về nhiệt lượng và tiêu thụ về nhiên liệu để làm sao để cho nó giảm được. Thứ hai, những cái công nghệ mới, đầu tư mới thì chúng tôi phải hướng tới, ví dụ như là 3 trong 1, 5 trong 1 để giảm bớt cái sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng các cái nhiên liệu về năng lượng và làm sao để mà cho nó tự động hóa để giảm bớt kể cả về cái sức khỏe về con người và môi trường. Đông Nam Bộ với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, thời gian qua đã đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xanh, qua đó thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã và đang xây dựng những đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển bền vững từ năm 2025 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, từng bước tái cơ cấu sản xuất các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hướng sử dụng công nghệ cao, giảm phát thải, ít thâm dụng lao động. Các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đầu tư dây chuyền đổi mới công nghệ, liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng được hệ sinh thái cộng sinh, công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tạo thêm giá trị gia tăng và hướng tới kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.